Quay gì đây? Ui, cái gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Thấy gì không? Cái gì đây? Cái gì đây? Tổ khoa trên này. Đâu, đâu, đâu? Đâu, đâu, đâu? Đâu, đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đâu? Con này hả? Ừ. Mày vừa thấy con này xong? Đi đây xong. Kỳ vậy? Chuyển đâu rồi? Nhìn rõ nó chưa? Lỗ này, lỗ này. Ui, cái gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Cẩn thận nó cắn đấy. Con sâu. Sâu thế nhỉ? Ui, mẹ ơi, lỗ nó trẻ to thế. Lỗ to lắm anh em ơi. Đứng đây này. Quay này. Ui, xinh quá. Đây này. Đấy. Lỗ đùn đấy, từ 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 đã. Vừa nhìn thấy nó xong rồi. Nó gừm kinh lắm anh em ạ. Vậy nha, đào không mất lỗ đấy. Ừ. Anh phóng nữa, anh phóng, phóng thẳng phát thông nhá. Phóng rồi, phóng rồi. Kìa, chọc đi. Ủa chưa. Ủa gì này? Có gì nữa, mầm chỗ này. Ấy. Thấy gì không? Tôi thấy gì anh em? Vỡ đàn nó vừa kêu đây ầm cái mà. Ui, nấp cái móc đi kìa. Chín nghe thử nào. Ui, ui, con gì đấy? Đây rồi. Ui, đang sắp đến rồi đấy. Nghe rõ luôn đấy. Ủa chú à? Ủa chú à? Ui, bịch bịch rồi. Thấy bịch bịch chưa? Bịch bịch rồi. Lỗ rồi. Ấy. Ấy. Ấy, thấy chưa? Này. Ui, cái lỗ to đấy. Bịch tới này. Lỗ to thật đấy. Đấy, bám luôn. Wow! Ui, thấy rồi. Đây rồi. Oh my god. Đây này, người này. Ừ. Nhìn rõ cái vảy đi nhá. Ừ, giờ đào sâu này xuống này. Ừ, đào sâu này xuống đi. Sâu xuống đi. Đấy, nhìn rõ rồi mọi người ạ. Đất này chính chủ. Nào anh chỉ Thiên. Đấy, đứng đứng chỉ đấy, giờ mình sẽ nạo cho mọi người xem này. Ui, thở rồi, thở đấy. Thở rồi. Ui, đấy. Đấy. Ôi, cây rồi. Oh my god. Wow. Này. Oh my god. Nằm bên này, thấy chưa? Ừ. Thở kinh lắm. Ừ, cha mẹ ai chồng. Gớm nhỉ. Ừ. Ấy, oh my god. Oh my god. Wow. Ui. Bạc luôn. Ui. To thế. Ui. Nồng nhau nhau này. Wow, kinh chưa? Đấy thấy không? Nó chi là kinh khủng luôn mọi người nhá. Thấy không? Kinh khủng không? Ừ. Đây này. Kinh thế. Khoét sâu này xuống, khoét sâu cái này xuống. Đấy giờ bắt đầu anh em khoét sâu xuống nhá. Thảo nào nó mầm nó kêu nhỉ. Ừ. Đây. Này. Kinh khủng không? Đấy. Ôi giời ơi chồng. Ui giời ơi. Ui nó nào đầu ra đấy. Gớm chưa? Cái móc đâu, cái móc đâu? Đấy. Móc kìa. Lấy cái ảnh đi. Móc đâu? Kìa móc lên kìa.
Ui giời. Ô. Gớm nhỉ. Người này. Kinh không? Ui cha mẹ ai chồng. Quá chi là kinh khủng luôn. Đấy, thấy không? Ui nằm đống thù lùi đây, ừ. Cái đầu này. Ui giời. Kinh nhỉ. Giờ kéo ra xem nào con này. Oh my god. Oh my god. Ôi nó quặn tròn với nhau rồi. Tròn với nhau luôn, kinh chưa? Cứ như này mà. Ừ. Sợ nhà rũ nó ra cho nào. To nhầy. Thôi nó quặn nhau nó không ngửa lại được. Nó bị đè. Ui à. Đấy, một búi kìa. Búi luôn. To thế. Mấy con cả. Ừ. Mấy con luôn ý. Này, nó vào này. Ui giời. Ừ, bắt đầu chuyển ra đấy. Chuyển ra đấy, nó chuyển ra đấy. Kinh nhầy. Ừ, ui con này phanh. Gớm thế Nguyệt. Ui giời kìa, cái nó văng một chân ấy. Nó đổ đèo nhanh nhỉ. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Nhanh chưa? Chưa, cái cỏ. Ui giời, lại bò vào trong. Lại bò vào trong nũ nó rồi. Ui, nó quen rồi. Mải ca. Cứ phải từ từ bắt từng con một chứ bắt nũ nó không bắt được đâu. Bắt nũ nó không bắt nổi đâu. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Kinh khủng lắm. Kinh khủng chưa? Quay sát sát cho mọi người xem đang trườn vào trong. Kinh chưa? Này. Đấy. Đấy. Sợ nhỉ? Đấy. Lúc nha lúc cứ vậy cơ mà. Ừ. Kinh chưa? Cái này nó cứ trượt này. Nó trườn vào trong đấy. Ừ. Đấy mọi người nhá. Thì coi như là sau khi anh em mình đã ấy là anh em đã đào ra coi ổ rắn trong này luôn này. Đã nhỉ? Chắc nào mình nghe cái tiếng gầm của nó ghê hồn luôn ấy. Quá chi là kinh khủng. Kinh to. Con này to thế. Ê, này bỏ ra. Oh my god. Bỏ vậy đi. Ê, anh bỏ vào túi. Đứng đây. Oh my god. Quá chi là kinh khủng. To thế. Nhớ hết sức làm hết sức cẩn thận. Ui dồi, to chưa. Này. To nhỉ. À. Quá chi là to luôn. Khổng lồ luôn. Hàng khổng lồ đấy chứ không phải đùa đâu. Đây anh móc con này lên đã. Đấy. Thấy chưa? To chưa? Tấn đừng điên xì nhỉ. Tấn đừng điên xì. Ui kia con này. Nó đang nguộn tổ trong này. Đấy chưa? Ui nó đi. Cái vết bóng này, bóng kín thề luôn. Ừ. Bóng thế. Đấy, nó phành, bắt đầu nó phành ấy. Nó phành ấy anh em ơi. Dữ lắm. Ui, kinh chưa? Bước cảm. Ui, kinh chưa này. Quá chi là kinh khủng. Sao người này. To sáng ấy. Đấy, ui mời cơ. Ui xồi, chồng. Nó to như thế này cơ mà. Đấy, lại trườn vào trong cái hang của nó. Nó nằm nhẵn thít. Ui, kinh quá. Đấy, nó phành ấy. Ui, nó dữ chưa này. Nó phành gớm nhỉ. Ui, phành như này kinh khủng to. Thôi đi bỏ túi đi. Quá to luôn. Ui, cái đại nó mồm này. Đổ được. Đổ được. Đấy, quá to luôn mọi người nhá. Tuốt mồ hôi ra thì bắt được nó đấy. Đấy, sau một hồi anh em truy đuổi nó đã bắt được. Tìm được cái tổ hổ mang, ba con rắn hổ mang to. Ba con luôn mọi người nhá. Anh em đã gặp ba con luôn mọi người. Ba con này nó to như này này. Mà khi mà nó bành lên này nó kiểu nó muốn tự vệ hay sao không ạ? Rất là nguy hiểm cái loại rắn này nó cứ này. Ừ. Rất là nguy hiểm mọi người nhá. Này nó bổ phát được. Anh em mình phải sợ quá, anh em mình phải dùng những cái cánh tay giả này. Cái này là cái móc của anh em mình có thể điều khiển để bắt con rắn nó nhẹ nhàng hơn để nó đỡ cắn vào tay mọi người nhá. Thì khả năng anh em sẽ đi dọc cái bờ này anh em tìm kiếm xem nếu còn anh em sẽ quay cho mọi người xem mọi người nhá. Mọi người xem được video của anh em mình cho anh em xin một like, một subscribe mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá.